tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể à, tự tạo những cái định khoản tự động ở trong cả cái màn hình cập nhật chứng từ các bạn à, để ý là khi chúng ta cập nhật một cái chứng từ thì thường có những cái tài khoản đã để sẵn ở trong cái phần à, cập nhật chúng ta vào khai báo chúng ta vào tài khoản chúng ta chọn tài khoản ngầm định thì các bạn lưu ý là trong này tất cả những cái này chúng tôi đã đặt sẵn cái số dòng định khoản ở trong uh, các cái màn hình cập nhật chứng từ và các cái màn hình cập nhật chứng từ đã có sẵn ở đây. Thế thì uh, chúng ta chọn đầu tiên ví dụ chúng ta chọn vào cái bán hàng chưa thanh toán, chúng ta có thể chọn nút sửa. Cái chuột phải vào chọn nút sửa thì các bạn nhìn thấy là số dòng ở đây là gồm có 6 dòng. Uh, cái uh, cái bán hàng chưa thanh toán. À, trong cái trường hợp là chúng ta đã chọn cái tài khoản nợ thì nó là chúng tôi đặt mặc định là 131 nếu như mà chúng ta có mở thêm tài khoản thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chọn à, cái tài khoản chi tiết hơn ở đây à, cũng thế là cái phần hạch toán về ngoại tệ các bạn à, để ý là cái tài khoản chiết khấu chúng tôi đã khai báo sẵn ở đây à, trong cái trường hợp một cái tài khoản kho thì các bạn lưu ý là <laughs> bán hàng thì không nhất thiết là cứ phải là cái bán hàng của cái tài khoản 156 à, mà chúng ta có thể bán từ các cái thành phẩm chúng ta sản xuất được ở đây chúng ta có thể xóa đi chúng ta chọn tài khoản 155 chẳng hạn thì các bạn thấy là ở đây À, chúng ta có thể chọn là cái tài khoản một nhưng mà các bạn lưu ý là mặc dù chúng ta chọn ở đây là những cái định khoản sẵn cho những cái tài khoản này nhưng mà trong quá trình nhập thì chúng ta vẫn có thể sửa à, chúng ta vẫn có thể sửa ngay trên cái màn hình cập nhật chứng từ à, chúng ta có thể xem qua tất cả các cái nghiệp vụ ví dụ như đây là cái mua hàng bằng tiền mặt thì chúng ta thấy là chúng ta đã đặt sẵn các cái tài khoản này mua hàng bằng cái tiền mặt thì uh, uh, nợ tài khoản uh, có tài khoản 111 một uh, một uh, nợ các cái tài khoản như tài khoản vật tư thì uh, chúng tôi đặt sẵn nhưng mà các bạn lưu ý là trong quá trình cập nhật dữ liệu thì các bạn vẫn có thể sửa